Vâng, em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay thì em lên những cái loại lan rừng của Lai Châu gửi tới các bác. Đây là một cái cây cáo nhá các bác nhá, một cây cáo xếp nhá. Đấy, các bác riêng cái giọng cáo này thì nói thật các bác là nếu mà các bác chơi cũng chỉ cần một cái cây như này thôi, chơi rất đẹp. Cứ mỗi năm nó lên cho các bác khoảng tầm 2-3 cặp lá thì mỗi năm nó thêm một cái độ to. Đấy, những cái cây cáo như này thì em nói thật các bác là cực kỳ đẹp luôn, bảo hành các bác cáo chuẩn Lai Châu D57 có giá 280.000. Cái này có 7 cặp lá nhé các bác nhé, 7 cặp lá xếp đứng luôn. Đấy, 7 cặp lá 280.000 cho D57. Tiếp theo em lên một cái giò cáo. Cái này giò này thì bản lá nó to hơn một chút nhé, bản lá nó to hơn cũng 7 cặp lá các bác nhé, D14 320.000. Đây, bản lá này các bác nhìn đây, bản lá to như này chắc nó khoảng tầm 5 cm, gần 5 cm này, cái cây lá này này. Đấy. Nói chung là cái dòng này, cái dòng bản lá to thì các bác càng nuôi nó càng to. Càng nuôi nó càng to. D14 320.000. À đây, quên mất cây cáo này thì có một cái lá ngọn này nhá các bác nhá. Đầu này thì nó không bị sao này, còn cái đầu này thì hôm vừa rồi nó bị cái con sen nhớt nó bò vào nó cắn này. Đấy, nhưng mà em đã xử lý rồi. Đấy, em đã xử lý rồi cái đầu lá này nhá. Đấy, cái đầu ngọn đấy, con sen nhớt nó bò vào nó cắn đấy, thì em đã xử lý rồi. 320.000 đây một à, thôi cái này thì nó hơi lỗi thì lấy các bác 300.000 nhá. Cái cây cáo này nhé, 300.000. D14 320.000, lấy các bác 300.000 thôi. Nó hơi bị lỗi một chút. Nói thật các bác cái này lỗi nó cũng không vấn đề gì đâu, vài hôm nữa nó đùn hẳn ra thì nó sẽ đẹp thôi mà. Nó đùn hẳn ra, nó dài ra cây nó sẽ đẹp. Tiếp theo là đùi gà tròn nhé các bác nhé. Đùi gà tròn của Lai Châu, một giò cực kỳ đẹp như thế này. Đấy, cực kỳ đẹp. D7 400.000. 400.000 cho D7 nhé các bác nhé. Đùi gà tròn của Lai Châu. Cái này thì ở trên Lai Châu em thường thường nó nở hoa vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch. Còn về một số vùng miền thì chắc là nó sẽ nở sớm hơn đấy các bác ạ. Vùng khí hậu nóng nhất là khu vực từ miền Trung đổ vào miền Nam nó sẽ nở hoa sớm hơn một chút. Còn tiếp theo em lên cái giò vẫn là đùi gà tròn các bác nhé. D4 250.000. 250.000 cho một cái đùi gà tròn như này. Cái này thì trước khi mà các bác mà muốn chơi Tết nhé. Cái này các bác trước khi muốn chơi Tết thì các bác cứ chăm tưới bình thường cho em như này. Khoảng cách Tết nó khoảng tầm 2 tháng. 2 tháng thì các bác là lấy cái lọ kích duy xanh ấy, các bác phun đều hết vào thân cho em, phun hết vào cho em là nó sẽ ra hoa đúng Tết cho các bác nhé. Đấy, còn bình thường ra nếu mà các bác muốn chơi hoa tự nhiên ấy thì các bác cứ để như này cho em. Đấy, còn muốn các bác mà muốn chơi hoa Tết thì cách Tết cứ khoảng 2 tháng đấy, các bác là pha cái nọ duy xanh duy đỏ đấy vào nước, các bác cứ thế các bác phun đều hết cả thân này cho em là nó sẽ ra hoa đúng Tết cho các bác. Cứ cách 2 tháng các bác làm cho em. Tiếp theo vẫn là một giò đùi gà tròn nhé các bác nhé. D6 220.000. 220.000 cho cái đùi gà tròn như này. Một cái đĩa như này. Đấy. 220.000. Cái gà tròn này thì đến mùa hoa thì mặt hoa nó nở thì cực kỳ xuất sắc đấy các bạn. Chơi nói chung chơi lan thì cũng chỉ đợi đến mùa hoa thôi. Còn những cái dòng thân lá đẹp đẹp như này thì các bác có thể chơi thân lá nó vẫn cứ đẹp. Đấy, do mình chăm sóc. Tiếp theo em có giò quế trắng tháng 8 nha các bác nhé. À, giò này giò tam màu sắc, quên mất tam màu sắc. Đấy, giò tam màu sắc này D21 150.000 cho 3 cây nhé. Một cây này, hai cây, ba cây. Ba cây này thì kể cả ba cây này khi mà nó nở ra mỗi cây một bông hoa thì các bác để bàn chậu như này, các bác để bàn nước hoa cực thơm, riêng cái tam màu sắc đấy
không biết đối với các bác như nào chứ đối với em thì riêng Tam Bảo Sắc là em rất thích rồi. Khi mà dân họ mang về mà những cái giò Tam Bảo Sắc mà ưng ý với em thì kể cả giá cao em vẫn cứ mua. Siêu tím này. Đấy. Dạ, siêu tím này. Tiếp theo nhé. Dạ, tím của mạc hoa. Tiếp theo nhé, em lên cho bác một cái giò đùi gà, gà tím nhé, gà này bảo hành các bác là gà tím nhé. Đấy, một giò đùi gà tím như này, D58, có giá 1 triệu nha các bác nhé. Cái này thì có mặt hoa nha các bác nhé, bảo hành cho bác, các bác muốn xem mặt hoa thì kết nối Zalo theo cái số điện thoại em để trên tiêu đề nhé, các bác xem mặt hoa nhé. Cái này là hoa tím nha các bác nhá, bảo hành các bác là hoa tím nhá. Đấy. 1 triệu cho D58. Đây, siêu phẩm đây nhá các bác nhá. Siêu phẩm đùi gà tím đây. Siêu phẩm D59 1 triệu 2. Đấy. Siêu phẩm nhá các bác, đùi gà tím. Có giá 1 triệu 2. Đấy. Cái này thì những cái chậu như này có mặt hoa các bác kết bạn Zalo thì nhà vườn sẽ gửi mặt hoa cho các bác. Mặt hoa để trên tiêu đề. Đấy, mặt hoa em sẽ để trên cái tiêu đề, trên cái tiêu đề đấy trước màn hình đấy thì các bác xem thì các bác chốt hàng nhé. Tiếp theo em lên cái giò chuỗi ngọc nhé. Chuỗi ngọc Điện Biên. D10 250.000 một cái giò chuỗi ngọc như này. Một giò chuỗi ngọc Điện Biên 250.000 D10. Đây, em lên cái tác phẩm này cho các bác đây, chồn đây các bác ơi, các bác nhìn chất lượng chưa, đuôi chồn chất lượng chưa, một cái đơn như này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cây, 350.000 cho D11 các bác nhé, 350.000 đuôi chồn, cây rất chất lượng, 350.000. Đấy, đuôi chồn lá trâu. Cái này mà em nói thật các bác chứ mỗi cây nó mà ra một bông hoa đây nhìn thì đã quá đã để đến mùa hoa. Mười mấy bông hoa mà. Rực rỡ luôn. Thị trường. Tiếp theo. D12. Cũng 350.000 nha các bác nhé. Cũng 350.000. Cái này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hay 13 cây các bạn, 12 hay 13 cây, em cũng 350.000 cho D12, D12, 350.000, đuôi chồn lai châu. Đấy. Các bác nào mà chưa có thì sưu tầm một chậu về để đến mùa hoa các bác mới biết cái độ đẹp của nó. Cái mùa hoa năm ngoái thì nói thật các bác này, bọn em thì suốt ngày ngắm màu hoa đây, trên này bọn em nó nhiều loại lan, nhiều loại lan lên rất nhiều. Đây, lên cho bác một tác phẩm hạc vĩ lai châu nhé. Đấy, một tác phẩm như này, đẹp chưa các bác? Thân thủ đây, thân thủ mập to bự đây các bác nhé. Đấy, thân thủ mập to bự, một cái tác phẩm như này. Cái này thì em phải nói rõ với các bác nhé, riêng cái dòng thân thòng này, cái mùa này thì nó đã đến mùa thắt ngọn rồi, thắt ngọn đợi hoa. Đấy, riêng cái dòng thân thòng nó là cứ đúng quy trình nó phải thế. Đấy, cho lên mà khi mà những cái hàng như này về đến tay các bác, đấy, ví dụ như mà lá nó có vàng hay là lá nó rụng thì các bác không vấn đề gì các bác nhé. Đấy, trừ khi các bác xem hàng nó gãy dập hay cái gì đấy thì các bác báo lại bọn em thì bọn em có trách nhiệm đấy, chứ còn lá nó mà vàng hay nó rụng thì các bác cứ yên tâm chăm sóc bình thường. Đấy, cái đơn này là D9 550.000, D9 550.000 hạc vĩ nha các bác nhé, hạc vĩ lai châu đấy. Đây hạc vĩ thiên cung nhé các bác nhé, một cái bảng hạc vĩ thiên cung nhé, rất nhiều thân hoa, toàn bộ gần như toàn bộ là thân hoa nhé các bác nhé. Đấy, gần như toàn bộ. D18 250.000 cho cái bảng hạc vĩ thiên cung như này nhé, cực đẹp luôn. Đấy, D17 hạc vĩ thiên cung cũng 250.000 các bác nhé, cũng 250.000 hạc vĩ thiên cung.
Đấy, những cái này về các bác cứ kiểm tra hàng nó không gãy dập cho em là được. Còn nó vàng lá hay rụng lá thì các bác cứ yên tâm nhé, không vấn đề gì hết. Đây, siêu phẩm nhé các bác nhá. Đấy, siêu phẩm đây, cái này là đùi gà lá mít nhá. Đây, các bác nhìn kỹ giúp em nhá. Đấy, đấy các bác nhìn nhá, em dí sát vào cho các bác nhìn nhá, cái đùi gà lá mít nhá. Cái này thì nguyên rè nhá, nguyên một rè. Đấy, đùi gà cái này đây, em đứng xa ra cho bác nhìn, chơi thân lá không nó cũng đẹp nhá. Đây. Đấy, chơi thân lá không nó cũng đẹp chứ không phải là nói ấy nhá. Đùi gà lá mít D6, OD60, 550.000. Lá mít nha các bác nhé. Đây, các bác nhìn này, bản lá đây. Lá như lá mít luôn. Đấy, lá mít nhá. Cái này thì em nói thật các bác, cái này nguy cơ hoa tím rất cao. Vì cái này em chưa biết mặt hoa. Giò này cũng là lá mít vẫn là cùng dày. Đấy, cái này thì cùng dày vừa lẫy. Cũng là cái cùng dày vừa lẫy nha các bác nhé. 350.000 cho D61. Đây, 350.000. Cái này, dòng này là dòng tuyển, nó có một chút thôi, cho nên là nhà vườn là bỏ ra trồng riêng đấy. Vì cái dòng này dòng thửa, bỏ ra trồng riêng 350.000 các bác nhé. Đấy, cũng thuộc dòng lá mít đấy. Cái này thì theo em là hoa nó cũng tím ấy, mầm gốc nó đang ra rồi đấy. Cái này thì chắc chắn là hoa, chắc chắn mặt hoa sẽ đẹp. Vì cái dòng này lấy từ rừng về, cho nên thửa riêng nó ra trồng các bác. Thửa riêng nhìn nó đẹp, thửa riêng trồng nó. Tiếp theo em lên cái đơn tam bảo sắc nha các bác nhá. D55 550.000 một cái trụ như này. 550.000 cho một cái trụ tam bảo sắc như này. Đấy. Ghép như này nha các bác nhá, 550.000. Đây. Một cái trụ tam bảo sắc này. Đây, các bác nhìn rõ chưa? Rất nhiều cây, cái này rất nhiều cây nhá. Cái này thì em không đếm được. Đếm video nó dài quá, nó mất thời gian của các bác nhá. Đây, một trụ nữa đây. D20 600.000, trụ này thì nó to hơn một chút. 600.000. Đấy, D20 600.000. Cái này thì em đã treo túi phân dê đây rồi nhá. Các bác về chỉ chăm tưới bình thường thôi, không phải phân thuốc gì nữa đâu. Nếu mà bác nào mà có thời gian hay chịu khó chăm vườn thì thỉnh thoảng phun cho ít cái phân bón lá, cái loại 30-10-10 hoặc là đầu châu 501 đấy, thì cây thì cối nó sẽ xanh, nó mướt, nó đẹp nhá. 600.000 cho D20. Tiếp theo em lên giò trầm tím nha các bác nhá. Một giò trầm tím, cái trầm này thì bảo hành các bác là trầm rừng nhá, chứ không phải trầm công nghiệp gì. Em còn đúng một cái giò duy nhất này thôi, trầm tím. 550.000 D8. Đấy, một giò trầm tím như này. Còn đúng một giò duy nhất thôi các bạn. Trầm thì hoa cực kỳ thơm rồi, không phải nghĩ. Tiếp theo em lên cái đùi gà năm cánh trắng, họng đỏ, họng bã trầu nha các bạn nhá. D16 350.000 cho một cái thân này và một cái mầm gốc nó đang lên đây. Đấy, năm nay cái này nó ra hoa các bác mới thấy là cái độ đẹp nó như thế nào nhé. Chứ còn bây giờ các bác nhìn cây như này thì nó rất bình thường. Đấy, nó rất bình thường, nó có một cây, hai cây như này. Nhưng mà khi nở hoa thì các bác mới thấy chất lượng của nó như thế nào. 350.000 cho đây 16. Đây các bác, ba thân nhá. Cái này thì nó xuống lá nhá các bác nhá. Cái này xuống lá rồi. Đấy, xuống lá đợi hoa rồi. Đấy, còn những cái này thì sắp tới nó cũng xuống lá thôi. Nó cũng xuống lá. Chứ còn riêng cái dòng hoàng thảo này thì nó cứ phải xuống lá nó mới đợi hoa. 700.000 cho D56. 700.000 cho D56. Đùi gà tròn 5 cánh trắng, họng đỏ, họng bã trầu nha các bác nhá. Tiếp theo em lên cái giò đen rô trắng. Đen rô trắng hàng thân thủ nha các bác nhá. Đấy, hàng thân thủ, hàng này thì nó đang chuẩn bị có nụ rồi. Đang có nụ rồi các bác nhá. Về các bác khoảng tầm tháng nữa là nó có hoa cho các bác chơi. D2 320.000. 320.000 cho cái đen rô trắng này. Đấy, tiếp theo đây cái giò đen rô trắng thân thủ như ngón chân cái luôn nhé các bác nhé. Cái này phải như ngón chân cái luôn, thân nó to à. Đấy, nó dài được khoảng 50 cm nhé, cái thân dài nhất được khoảng 50 cm. Đây các bác nhìn như ngón chân cái, nhìn này, tay cái không là cái gì cả. D1 350.000 cho cái giò đen rô trắng như này.
Đấy, tiếp theo vẫn là đèn rô trắng nha các bác nhá. D3 320.000, cái này thì nó nhỏ hơn một chút nhưng mà vẫn hòa bình thường nha các bác nhé. Rồi, trên đây toàn bộ cái video em có ngày hôm nay, mong các bác ủng hộ. Em xin chào các bác.